Kính thưa quý ông bà, anh chị em rất thân mến Hôm nay Chủ nhật thứ 26 mùa thường niên Lời Chúa hôm nay nói về giàu và nghèo Nhưng làm sao để chúng ta hiểu giàu nghèo đúng nghĩa Mà bà tin mừng muốn nói Giờ đây chúng ta cùng bắt đầu lắng nghe lời Chúa Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng người biệt phái rằng: có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc lụa là ngày đêm yến tiệc linh đình lại có một người hành khất tên là L lazaro nằm bên cổng nhà ông đó mình đầy ghẻ chốc ước được những mụn bánh từ bàn ăn rơi xuống để ăn cho đỡ đói nhưng không ai thèm cho những con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các thiên thần đem lên nơi lòng abraham còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn trong hỏa ngục phải chịu cực hình nhà phú hộ ngước mắt lên thì thấy đằng xa có abraham và lazaro trong lòng ngài liền cất tiếng kêu la rằng lạy cha abraham xin thương xót tôi và sai lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi vì tôi phải quằn quại trong ngọn lửa này abraham nói lại hỡi con suốt cuộc đời con được toàn sự lành còn lazaro gặp toàn sự khốn khổ vậy bây giờ lazaro được an ủi ở chốn này còn con thì chịu khốn khổ. Và chăng giữa các ngươi và chúng tôi đây đã có sẵn một vực thẳm khiến những kẻ muốn từ đây qua đó không thể qua được, cũng như không thể từ bên đó qua đây được. Người đó lại nói, đã vậy, tôi nài xin cha sai Lazaro đến nhà cha tôi, vì tôi còn năm người anh em nữa, để ông bảo họ kẻo họ cũng phải xa vào chốn cực hình này. Abraham đáp rằng, chúng đã có môi sen và các tiên tri. Chúng hãy nghe các ngài. Người đó thưa, không đâu, lạy cha Abraham. Nhưng nếu có ai trong cõi chết về nói với họ, thì át họ sẽ hối cải. Nhưng Abraham bảo người ấy, nếu chúng không chịu nghe Abraham và các tiên tri, thì cho dù kẻ chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu. Kính thưa quý ông bà, anh chị em rất thân mến. Tin mừng hôm nay nói đến giàu và nghèo. Trước thiên thì giàu không phải là cái tội. Đối với cựu ước, đó là người được Chúa chúc phúc dầu không phải vì làm ăn bất chính lừa đảo gian lận trộm cướp bóc lột tham nhũng thì không có vấn đề gì và khi đó chính công sức mình làm ra thì mình có quyền hưởng nên có ăn mặc lụa là gấm vóc rồi ngày ngày yến tiệc linh đình thì có gì mà phải ầm ĩ lên có gì là ghê gớm đâu chuyện đó hết sức bình thường tội của ông nhà giàu kia là gì chắc hẳn phải có tội thì ông mới bị ở dưới âm phủ đang khi chịu cực hình ông abraham giải đáp tội của ông nhà giàu sao mà kỳ quá ông abraham đáp con ơi hãy nhớ lại suốt đời con con đã nhận phần phước của con rồi như trên đã nói, ông có làm gì nên tội đâu. Chẳng lẽ giàu có là một thứ tội sao? Nhưng rồi suy đi nghĩ lại trong lòng thì kỳ quá, bởi vì ông nhà giàu này sống kỳ cục. Ông giàu có điều đó tốt thôi. Và rồi ông sung sướng hưởng thụ cho cái tôi ích kỷ to đùng của của mình. Ông mải mê ăn uống linh đình, mặc toàn lụa là gấm vóc nên đôi mắt của ông không thể nhìn xa ra một chút xíu được nữa. Toàn nhìn đồ ăn thức uống, ngắm nghĩa quần áo, giày dép. Tất cả tập trung vào cái tôi thỏa mãn của mình. Và tưởng như thế là mình có phước hơn những người khác, đặc biệt là những người nghèo. Dụ ngôn này đánh đổ quan niệm của người Do Thái cho rằng giàu có là vì được chúa thương chúa chúc phúc kết luận tội của ông nhà giàu là chỉ lo cho bản thân mà không biết chia sẻ không động lòng thương không nhạy bén trước những hoàn cảnh ngay trước mắt nên ông ta phải kêu lên lạy tổ phụ Abraham xin thương xót con và sai anh Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước nhỏ trên lưỡi con cho mát vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm. Còn về phía ông Lazaro là một người nghèo khó mụn nhọt đầy mình nằm trước cổng nhà ông nhà giàu. Thèm được những thứ ở trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống Mà ăn cho no Người ta vẫn nói Nghèo đói thì sinh đạo tặc Người nghèo đói thường than trách đời mình Thân phận khốn khổ của mình Nguyên rủa cái ngày mình bị sinh ra Người nghèo đói thường bất mãn Ghen tị Tức tối với những người xung quanh Mặc cảm Bất mãn Dễ nổi khùng với mọi người Người nghèo đói hay khó chịu với Chúa Nói Chúa bất công Chúa xử sự không công bằng Chúa ban phát theo cách không ai hiểu nổi Thời cứu ước người ta cho rằng Nghèo đói bệnh tật là vì Thiên Chúa nguyền rủa Bị phạt vì có tội Bị trúc giữ Sống ngang hàng như thú vật Trong đoạn tin mừng chúng ta nghe cũng thấy Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta và thấy anh lazaro trong lòng tổ phụ vậy nghèo có phải là đại phúc nếu thế thì bỏ hết của cải bỏ hết nhà cửa ruộng vườn ra lề đường mà sống ra công viên mà ở ra cột đèn hay ghế ngồi chờ xe buýt đường thường trú để rồi sẽ lên thiên đàng tha hồ mà ngồi chễm trệ trong lòng ông abraham tại sao anh nhà nghèo lại được thưởng được ung dung ngồi trong lòng êm ái như thế ông abraham trả lời thế này còn lazaro suốt một đời chịu toàn những bất hạnh bây giờ lazaro được an ủi nơi đây còn con thì phải chịu khốn khổ hóa ra anh này chịu nhiều bất hạnh mà vẫn đón nhận không kêu ca rên rẩm không than trách buồn phiền và nói chung là vì không quy vào cái tôi của mình nên đã được nhảy tọt vào lòng ông abraham phần chúng ta hôm nay tha hồ dùng những lời lẽ tốt lành mà khuyên bảo nhau chịu khó giúp người nghèo đói đi hy vọng mai sau chúng ta chết cũng được ngồi vào lòng ông abraham chúa trả công bội hậu cho chúng ta mà rồi chúng ta tha hồ mà phỏng mũi cà chua vì nhiều người ca ngợi vỗ tay khen thưởng những việc chúng ta đã làm bằng không ít ra chúng ta cũng vào các hội đoàn để chờ lễ tổng kết chúng ta tha hồ mà khua môi múa mỏ vung vít báo cáo các thành tích to bự hết bao tài này đến bao tải khác trước đây tôi tập sống nhân đức bằng cách suy nghĩ của tôi là mình đừng vất vả đổ mồ hôi sôi nước mắt thu tích của cải làm giàu làm gì để rồi phải chia sẻ cho người nghèo thì buồn lắm tiếc lắm tức lắm vì mình vất vả còn nó ung dung hưởng vậy mình cứ lao động vừa đủ dùng hay thiếu một tí thì cũng chẳng sao để khỏi phải lo lắng chia sớt cho ai và họ cũng không được phép đến xin xỏ hay quấy rầy làm phiền mình được nhất là khi nghe tin mừng khỏi bị áy náy bởi ra y như chúa cứ chê trách bắt bẻ cảnh cáo lên án người giàu làm cho nghĩ ngợi cuối cùng tạm kết là không nên bàn bạc chia sẻ lời chúa với nhau theo kiểu luân lý là chịu khó bớt ăn bớt mặc để giúp cho người nghèo đói để khỏi xa trốn cực hình như ông nhà giàu cho bằng đời sống đức tin thì cần thiết hơn cả cho cả người giàu lẫn người nghèo người sống giàu có sống đức tin gặp gỡ là người sẽ xử sự theo tấm lòng của thiên chúa niềm vui hân hoan hạnh phúc ngút trời sẽ là động lực sẵn sàng mở hầu bao để giúp đỡ để chia sẻ cho người nghèo đói như chuyện ông gia kêu đã thực hiện tôi sẽ bỏ ra nửa gia tài để giúp người nghèo và có làm thiệt hại ai tôi sẽ đền gấp bốn người nghèo khó sống đức tin thì thấy mình có khó khăn một chút sẽ sẵn sàng đón nhận bởi thấy mình trở nên giống chúa Quả thật anh em biết Đức Kitô Chúa chúng ta đã có lòng quảng đại như thế nào. Người vốn giàu sang phú quý nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Sống thanh thản nhẹ nhàng, thanh thoát, thanh tịnh và chay tịnh là cuộc sống siêu thoát của những thánh nhân, của những chứng nhân sống đức tin để người giàu có cũng như người nghèo khó chúng ta cùng nhau nhảy vào lòng ông abraham trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người chúng ta chúng ta cũng được mời gọi để sống đúng bổn phận của mình dù giàu hay nghèo nếu chúng ta có chúa ở cùng chúng ta vẫn sống tình yêu của ngài một cách trọn vẹn nếu như chúng ta không có Chúa ở trong tâm hồn mỗi người chúng ta thì dù giàu hay nghèo, chúng ta cũng chỉ quy hướng về mình mà thôi. Xin Chúa luôn luôn ở lại trong tâm hồn của mỗi người chúng ta, giúp chúng ta sống trọn vẹn thánh ý của Ngài trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người chúng ta. Amen.